Suy thai là tình trạng thai nhi không được khỏe, xảy ra khi em bé không nhận đủ oxy qua nhau thai. Nếu không được điều trị, tình trạng suy thai có thể khiến em bé phải thở trong nước ối có chứa phân su. Điều này có thể khiến bé yêu khó thở sau khi sinh, thậm chí có thể ngừng thở. Tình trạng suy thai đôi khi có thể xuất hiện trong thai kỳ, nhưng phần lớn xảy ra ở quá trình chuyển dạ. Hãy cùng tìm hiểu 5 dấu hiệu cho thấy tình trạng suy thai dưới đây để có biện pháp điều trị kịp thời. 1. Thai nhi ít cử động. Chuyển động của thai nhi trong bụng mẹ là một trong những phần thú vị nhất của thai kỳ, cũng như đóng vai trò như một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe của bé yêu. Trong ngày, đôi khi có những thời điểm thai nhi ngừng vận động, có thể do bé đang ngủ nhưng không kéo dài quá 90 phút. Tuy nhiên, nếu nhận thấy em bé trở nên ít hoạt động hơn hoặc hoàn toàn không cử động, đây có thể trở thành dấu hiệu suy thai đáng nghi ngờ. Có thể theo dõi cử động của thai nhi bằng cách nằm yên trên giường, đếm đủ thai nhi có 4 lần cử động trong 30 phút, chứng tỏ thai nhi vẫn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu trong vòng 4 giờ mà thấy thai nhi có ít hơn 10 cử động, thì người mẹ cần đi khám thai ngay lập tức để kiểm tra tình trạng của thai nhi. 2. Chảy máu âm đạo. Chảy máu âm đạo một lượng nhỏ là tình trạng khá phổ biến trong thai kỳ. Tuy nhiên, mẹ bầu không nên chủ quan bởi điều này có thể báo hiệu ngầm cho thấy bạn đang bị bong nhau thai, từ đó khiến em bé bị thiếu oxy và dẫn đến suy thai nếu không phát hiện điều trị kịp thời. 3. Đau bụng. Đau bụng dâm gian là điều tương đối bình thường trong thai kỳ. Hiện tượng này xảy ra khi em bé dần lớn lên trong tử cung. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, đau bụng là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sảy thai, nho bong non, tiền sản giật, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc chuyển dạ sinh non hay thậm chí là suy thai. 4. Nhịp tim thai bất thường. Tình trạng thiếu oxy khi bị suy thai sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đập của tim thai, dẫn đến hiện tượng tim thai có lúc đập nhanh trên 160 lần một phút, có lúc đập chậm xuống dưới 100 lần một phút. Dấu hiệu này thường được kiểm tra chính xác nhất khi bà bầu đi khám thai định kỳ. Do vậy, các xét nghiệm trong quá trình khám thai định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện biểu hiện suy thai sớm. 5. Nước ối bất thường. Lượng nước ối thấp bất thường có thể dẫn đến thiếu oxy và các chấn thương khi sinh như bệnh não thiếu oxy cục bộ và bại não. Hiện tượng giảm nước ối cũng có thể cảnh báo thai nhi bị thiếu nước ối và cần được theo dõi chặt chẽ. Mặt khác, khi gặp phải tình trạng đa ối, mẹ bầu cũng không thể chủ quan nhằm hạn chế nguy cơ em bé thiếu oxy và dẫn đến suy thai. Bên cạnh đó, có thể dựa vào màu sắc nước ối để nhận biết dấu hiệu suy thai. Nếu nước ối biến thành màu vàng sẫm trong khi mang thai, tức là thai nhi đã bị suy thai mãn. Nếu nước ối có màu xanh, thì mẹ bầu đã có dấu hiệu suy thai. Tuy nhiên, các dấu hiệu suy thai trên thường không rõ ràng, nên cách xác định chính xác nhất là qua siêu âm. Do vậy, để nhận biết tình trạng bệnh tốt nhất, các mẹ bầu nên thường xuyên theo dõi và đếm cử động của thai nhi thường xuyên 3 lần một ngày. Đồng thời, thường xuyên đến bệnh viện thăm khám để đảm bảo thai nhi an toàn và khỏe mạnh.